Ủa, tới đây phần này phần năm mà anh Chánh anh làm tiếp đó nè, giống như anh nó là mới tới chơi vậy đó. Cái nước giờ nó mặn. À. Sắc xuống giờ nó nhiều. Giờ nước này mặn rồi. Mấy thằng ở trong nó cũng nói mấy thằng mình mặn quá. À, chương trình là anh Chánh làm lại phần năm. Anh đã dậy giống. À. Anh nghỉ hai ba lần rồi đó, giờ này anh làm lại nè. À, mấy anh em coi tình tiết anh Chánh ảnh bắt đầu ảnh tiêu diệt bò. Chú Bảy rồi, chú Bảy rồi, chú Ngươi rồi, bấm điện thoại rồi, giờ có anh Phước với cốt tôi chiến đấu nè. Vô luôn đấy ơi, vô bò vô luôn. Chết vậy. Cái con ấy hả? Mấy cái là không có bóng, không có cũng có thể lắm á. Từ từ thôi. Rồi sao nó lúc cái lúc sáng lúc tối rồi ha Phước? Cái nào? Ánh sáng. Máy mua rẻ tiền quá mà máy mua mất tiền quá mà bởi vì lúc phục không ra trước ha. Đi đâu? Đi vòng hả? Mất rồi. Vậy đó ông đi ra đi vòng cái gì? Để con coi chú Bảy đi cho nó xuống đó chú Bảy ơi. Cháu đi. Hai người thất thủ. hai người thất thủ. Số 11 Trương Văn Hạnh. 11 Trương Hạnh, phường 12, quận 10. Quận 12, quận 10. Hôm nay là mình đang lầu 4. Lần sau chuyến sau dẫn anh em đi lầu 7. Quân cơm Lý Tự Trọng. Đâu ở cái gì á, chỗ gì Phạm Đồng cũng có nữa, cái chỗ cũng tên là luôn nè, bữa anh nói mày đó, cái gì cấp ra cấp gì đó, ừ Phạm Đồng nó cũng có luôn. Ở đó thì cũng ngoài, ở trong chứ ngoài gì, ở trong của thằng siêu thị luôn á, trong siêu thị nó có chứ ngoài nó có đâu. Nó nó mà quay cái đường bên đó. Quay vào đầu thắt cái mới. Nó bắt đầu anh Chánh làm lại tập 2. Giờ mình quay nó, nãy giờ nó quay mình quay lại nó. Ăn thiếu khé rồi. Quá hai thằng chọn nó ăn quá nha. Ừ, quá hai chọn nó ăn rồi nó sập tiệm muốn nào luôn. Xì khói ha. Lát rồi
có lúc không. Ông đẩy tôi với ông không à. Thì giờ mình đẩy là hàng nó lại nè. Hàng quay nhìn về quay lên lại nè. Hai già rồi đủ. Rồi ăn rồi nó quay hàng mình, giờ mà hai mình quay lại nó. Mà tới cái trứng xin chào anh Khánh, anh Chánh, anh Bảy, anh Phước, cứ gặp nhau rồi nhé. Đó tới anh nói rồi ít ít thôi đó. Bây giờ đổi ca rồi, giờ mình quay hai người trò nó ăn đó. Nè đây nó quay nó chạy luôn nè, giờ mình thấy là nó băng cái chuyện nó chạy luôn mà đang ở nó đang chạy luôn. Hả? Đang mở coi. À, bạn coi cũng thấy nè. Mặn là không không? Rồi. Mẹ hạ hai chồng xuống bớt chút dưới đó, nó thấy đẹp không thấy? Hạ hai chồng xuống bớt. Hai chồng đem chồng đó là thấy nguyên dây chuyền nó chạy đẹp lắm. Ừ, đó. Đó là thấy nó chạy đẹp lắm. Hai bạn ngồi với bị dây băng chuyền nó chạy đẹp. Đó đúng rồi, ok rồi đó, đẹp rồi đó. Đó. Rình rình đi. Nó ngang mà dớp. Đó. Là cái mớ các bạn cái mặt của em là quay bạn em coi. Đó, cái bạn này nè, với băng chuyền chạy luôn, hai đứa bay với chuyền chạy luôn á. Ừ. Bạn mặt em mà nãy giờ lên tới đây luôn. Mà cũng tàn phá chịu à. Không, sắp cái chồng dĩa là sắp sửa qua khỏi đồng phước rồi. Chứ đâu giờ đây em mới bắt đầu bây giờ nó bắt đầu ăn. Cái nãy giờ em lo ăn lai. Biết được hai dĩa bò đó rồi. Đó 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 bà Mỹ á, quốc chưa? Ăn lá bị lá cờ mới được. Tiếp tục. Nhớ là bấm lưu đó nha. Để lâu lâu chút đi. Ngắt quá. Ngắt quá.